Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. NATO tìm cách chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Nga, Trung Quốc. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 12 tháng 6 mạnh mẽ cảnh báo các mối đe dọa hạt nhân kép từ cả Nga và Trung Quốc ngay trước cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Brussels với các bộ trưởng quốc phòng từ các nước thành viên liên minh. Cụ thể, ông Stoltenberg chỉ ra rằng Nga ngày càng leo thang các tuyên bố mang tính đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong những tháng gần đây. Moscow được cho là đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, đồng thời tăng cường các cuộc tập trận hạt nhân. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng mối đe dọa hạt nhân hiện nay thậm chí còn vượt ra ngoài Nga, bao gồm cả Trung Quốc, quốc gia mà Tổng thư ký NATO mô tả là đang tích cực hiện đại hóa năng lực hạt nhân của mình. Ông bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có kế hoạch tăng đáng kể kho tên lửa hạt nhân, bao gồm cả tên lửa xuyên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ NATO trong những năm tới. Ngoài Nga và Trung Quốc, ông Stoltenberg còn lưu ý những lo ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tham vọng hạt nhân của Iran. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với NATO lúc này là tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của liên minh trước những diễn biến trên toàn cầu này. Ông Stoltenberg mô tả vũ khí hạt nhân là đảm bảo an ninh cuối cùng của NATO và là phương tiện để gìn giữ hòa bình. Vì thế, NATO đang điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân để thích ứng với các mối đe dọa an ninh hiện nay. Ông Stoltenberg tuyên bố, khi chúng tôi hiện đại hóa khả năng hạt nhân, tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên, chúng tôi sẽ gửi đi thông điệp rằng khả năng răn đe của chúng tôi vẫn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi ông Stoltenberg đề cập đến vũ khí hạt nhân của phương Tây. Mặc dù thực tế là Mỹ đã triển khai bom hạt nhân tới một số địa điểm ở châu Âu, nhưng NATO hiếm khi thảo luận công khai về những thứ vũ khí này. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo rằng nếu các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu tìm cách khiêu khích Moscow thực hiện một phản ứng hạt nhân, thì người Mỹ có thể chỉ đứng ngoài cuộc. Theo hãng tin RT, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 7 tháng 6, khi được hỏi về những lời lẽ ngày càng hiếu chiến từ một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp, người châu Âu phải suy nghĩ, nếu những người đấu vũ khí hạt nhân với Nga bị tiêu diệt, liệu người Mỹ có tham gia vào cuộc đấu ở cấp độ vũ khí chiến lược hay không? Tôi rất nghi ngờ điều đó. Tổng thống Putin giải thích, trong khi Nga và Mỹ đều có hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để phát hiện tên lửa đang lao tới, thì các nước thành viên của NATO ở châu Âu lại không có. Theo nghĩa này, họ ít nhiều không có khả năng tự vệ, người đứng đầu nước Nga tuyên bố và nói thêm. Ngoài yếu tố trên, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga mạnh gấp 3-4 lần quả bom mà Mỹ đã thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Ông Putin khẳng định, Nga có số lượng vũ khí lớn gấp nhiều lần so với các nước châu Âu, và ngay cả khi Mỹ đem vũ khí tới châu Âu, thì Nga vẫn có nhiều vũ khí hơn. Tổng thống Putin cảnh báo, bất kỳ một cuộc chiến nào như vậy xảy ra sẽ có thương vong vô hạn. Mặc dù không loại trừ khả năng học thuyết hạt nhân của Nga có thể thay đổi, ông Putin nhắc nhở rằng nước này hiện chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị đe dọa về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và rằng hiện giờ Nga chưa rơi vào tình huống mà chủ quyền đất nước bị đe dọa. Ông Putin khẳng định, Moscow cũng chưa bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Đó là sự bịa đặt ác ý của một số chính trị gia phương Tây. Ngoài ra, Nga cũng không cần phải leo thang hạt nhân vì quân đội và ngành quốc phòng của Nga đang hoạt động rất hiệu quả và có năng lực hơn nhiều so với đối thủ. Theo Tổng thống Nga Putin, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc theo điều khoản của Nga. Tất cả các cuộc đàm phán hòa bình đều dựa trên chiến thắng hoặc thất bại quân sự, và chắc chắn Nga sẽ giành chiến thắng. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng nó không thể dựa trên những tưởng tượng và điều kiện phi lý. Thưa quý vị, sau tuyên bố nóng gần đây của Điện Kremlin chính thức công nhận việc các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Đông Âu khi bật đèn xanh để Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga, một bài phân tích trên trang Agora Vox đã chỉ ra điểm yếu của khối quân sự này nếu bùng nổ chiến tranh với Nga. Một điểm yếu rõ ràng của NATO là đội quân này không được tạo ra để giành chiến thắng trong các cuộc chiến, và thực tế là chưa thắng một cuộc chiến nào mà để chi hàng tỷ tiền công vì lợi ích của các nhà tài phiệt phương Tây. Cái mà Tổng thống Mỹ thứ 34 Eisenhower gọi là tổ hợp công nghiệp, quân sự và chống lại nó, ông đã cảnh báo đồng bào của mình nhưng không thành công. Bài phân tích trên trang Agora Vox nêu rõ, cuộc đối đầu giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga cho thấy quân NATO có nhiều điểm yếu so với quân đội Nga. Và có một điểm nguy hiểm hơn đối với NATO so với tất cả những điểm khác cộng lại, chính là căn cứ không quân Ramstein ở Đức.
căn cứ không quân Ramstein là một phần của khu phức hợp lớn hơn xung quanh thành phố Kaiserslautern. Cộng đồng quân sự Kaiserslautern quy tụ khoảng 60.000 người Mỹ, gồm hơn 54.000 quân nhân và hơn 5.000 nhân viên hỗ trợ. Nó nằm tại Đức, gần Pháp và Luxembourg. Căn cứ này cũng có trụ sở của NATO, Bộ Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh đặt tại căn cứ không quân Ramstein. Trụ sở chính bao gồm trung tâm điều hành về kiểm soát trên không, phòng thủ tên lửa đạn đạo và kiểm soát hoạt động của lực lượng kiểm soát và cảnh báo sớm trên không của NATO, đồng minh giám sát mặt đất của NATO. Căn cứ này cũng đóng vai trò trung tâm trong liên lạc giữa căn cứ không quân Krieg của Mỹ và các UAV hoạt động ở Afghanistan và Trung Đông. Căn cứ quân sự này rất quan trọng đối với mọi hoạt động của NATO cũng như các hoạt động của quân đội Mỹ trên khắp thế giới. Nếu NATO tin rằng họ đang xung đột với Nga, thì điều quan trọng là phải biết kẻ thù như thế nào. Thật không may, châu Âu dường như muốn hạn chế hiểu biết về đối thủ của mình hơn là cố gắng tìm hiểu họ. Cấm truyền thông Nga với lý do đưa thông tin sai lệch, nhưng có thể chắc chắn rằng các bộ tham mưu quân đội không tuân theo tuyên truyền này và vẫn đang cố gắng hiểu Tổng thống Putin và người Nga, mặc dù họ không công khai điều đó. Trái ngược với tuyên truyền nhằm vào quần chúng rộng rãi, các thành viên của Bộ Tổng tham mưu biết rất rõ rằng Tổng thống Putin là người logic, rằng ông không phải là một nhà độc tài khát máu, mà là một quan chức được bao quanh bởi các bộ trưởng và cố vấn có thẩm quyền. Hãy nhìn xem Nga đã phớt lờ những vũ khí thần kỳ, cũng như các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế của NATO như thế nào. Ông Putin cũng quan tâm đến việc giữ gìn các liên minh, vì vậy ông sẽ luôn nỗ lực vì luật pháp và đạo đức quốc tế. Điều này có nghĩa là chừng nào NATO không tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga, thì họ sẽ không tấn công vào lãnh thổ NATO. Tổng thống Putin sẽ duy trì vẻ ngoài của một cuộc xung đột khu vực giữa Nga và Ukraine. Nhưng nếu lãnh đạo Nga cảm thấy xung đột trực tiếp với NATO là không thể tránh khỏi, các lực lượng Nga sẽ trực tiếp tiến vào lãnh thổ NATO. Và nếu một cuộc chiến tranh với NATO bắt đầu, nó chắc chắn sẽ là chiến tranh hạt nhân. Nói cách khác, nếu NATO tấn công vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Nga Putin sẽ tuyên bố rằng Nga đang tự vệ một cách hợp pháp trước NATO, chứ không phải là Ukraine. Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang chuẩn bị nhiều hành lang trên bộ để nhanh chóng triển khai bộ binh ra tiền tuyến trong trường hợp xảy ra xung đột trực diện với Nga. Nguồn tin của tờ The Telegraph ngày 4 tháng 6 tiết lộ, NATO đang nhanh chóng xây dựng các hành lang trên bộ nhằm đưa binh lính và khí tài của Mỹ ra tiền tuyến nhanh chóng nhất trong trường hợp liên minh này nổ ra xung đột với Nga. Một quan chức tiết lộ với The Telegraph rằng, NATO phải sẵn sàng cho những kịch bản có thể xảy ra trong vòng 2 thập kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius năm ngoái, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã thống nhất về việc ưu tiên xây dựng các tuyến đường hậu cần và duy trì khoảng 300.000 binh lính luôn ở trong tình trạng tác chiến. Báo cáo của The Telegraph cho biết, quân đội Mỹ hiện có thể đổ bộ tại một trong 5 cảng ở châu Âu, bao gồm Hà Lan, Italia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy, sau đó di chuyển theo các hành lang trên bộ để đối đầu với Moscow. Tuyến đường được binh lính ưu tiên sẽ là hành lang số 1 là cảng Rotterdam của Hà Lan. Từ đó họ có thể di chuyển tới Đức và Ba Lan. Trong trường hợp hành lang số 1 bị bắn phá hoặc các cảng ở Bắc Âu bị hư hại, binh lính Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang các hành lang còn lại. Tại hành lang số 2, lực lượng Mỹ có thể nhanh chóng di chuyển qua Slovenia và Croatia để tới Hungary, quốc gia có biên giới với Ukraine. Điều tương tự cũng sẽ diễn ra tại các hành lang còn lại nhằm đưa quân đội Mỹ tới sườn phía đông của NATO một cách nhanh chóng nhất. Theo các quan chức châu Âu, quân đội NATO sẽ không bị hạn chế bởi luật pháp địa phương khi hoạt động tại các hành lang kể trên. Bên cạnh đó, NATO cũng đang mở rộng thêm các tuyến đường bộ dẫn tới các cảng khác ở châu Âu nhằm đảm bảo đường liên lạc không bị cắt đứt nếu xung đột nổ ra với Moscow. Tướng Alexander Sofrank, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Hậu cần GSEC của NATO, nói với Telegraph, việc xây dựng các căn cứ hậu cần khổng lồ như tại Afghanistan và Iraq là không hiệu quả, bởi chúng dễ bị tập kích và phá hủy ngay khi có xung đột nổ ra. Vì lẽ đó, kế hoạch thiết lập nhiều hành lang để vận chuyển binh lính và khí tài một cách nhanh chóng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt 5Net. Xin chào và hẹn gặp lại!